Tức bừng khai trương nha khoa quốc tế Daisy Nha Trang, địa chỉ số 83 Gia Xin, phường Phương Xoài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Xin được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị đang có mặt tại lễ khai trương nha khoa quốc tế Daisy chi nhánh Nha Trang, tọa lạc tại số 83 Gia Xin, phường Phương Xoài, khu phố 1, thành phố Nha Trang. Với mong muốn mang tiêu chuẩn nha khoa theo tiêu chuẩn châu Âu đến gần hơn với người dân Việt, và tầm nhìn của chúng tôi đến năm 2025 là sở thành hệ thống nha khoa số 1 Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng với định hướng và chiến lược đúng đắn của ban lãnh đạo sẽ đưa nha khoa quốc tế Daisy trở thành một trong những hệ thống nha khoa số 1 tại Việt Nam trong năm 2025. Cảm ơn sự lựa chọn rất là sáng suốt về hệ thống vô trùng tiêu chuẩn châu Âu của ban lãnh đạo nha khoa Daisy. Với điều đấy thì tôi cũng tin chắc rằng là tập đoàn Diva cũng như là nha khoa Daisy sẽ luôn và phát triển và mang đến những dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Hôm nay tôi đến đây trải nghiệm dịch vụ cạo vôi răng, tôi rất là hài lòng. Nhân ngày khai trương, chúc nha khoa quốc tế Daisy khai trương hồng phát. Hôm nay mình tới đây để trải nghiệm dịch vụ bọc răng sứ. Mình rất là hài lòng về cách tiếp đón của quý nha khoa, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ đã làm cho mình trong quá trình bọc răng sứ thì mình có cảm giác là không hề đau và bị ê buốt gì. Nhân ngày khai trương nha khoa quốc tế Daisy, mình xin chúc quý nha khoa một ngày làm việc hiệu quả và ngày càng đông khách ạ. Với cơ sở vật chất hiện đại, vật chất trang thiết bị máy móc tân tiến, nhập khẩu trực tiếp từ các nước châu Âu như Đức, Pháp, Phần Lan, đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm. Đến ngay nha khoa quốc tế Daisy Nha Trang, số 83 Gia Xin, phường Phương Xoài, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để trải nghiệm dịch vụ chăm sóc các bệnh chất lượng cao với chi phí tối ưu.